Theo phụ huynh của em học sinh có tên viết tắt là MB, giáo viên đã yêu cầu con trai của cô liếm nhà vệ sinh 12 lần. Thế nhưng sau 4 lần liếm thì nam học sinh này đã bắt đầu nôn mửa. Gia đình bé cho biết họ sẽ không có ý kiến gì nếu như cô giáo phạt con trai họ dọn dẹp nhà vệ sinh. Tuy nhiên, hình phạt của cô giáo khiến họ quá bức xúc. Về phía nhà trường, người đại diện cho biết họ đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Nhà trường đã xử phạt giáo viên này bằng cách là chuyển cô đến một trường tiểu học khác. Thời gian gần đây, tại Indonesia, báo chí cũng thường xuyên đề cập tới việc giáo viên thường đưa ra những hình phạt tàn nhẫn với học sinh như là nhạo báng, cắt tóc các em ngay trong lớp học. Trong khi đó, thì do tức giận với giáo viên, một số học sinh cũng sẵn sàng đánh đập giáo viên. Điển hình như là trường hợp gần đây, một học sinh trung học dùng ghế đánh cô giáo vì bị nhắc nhở không được sử dụng điện thoại. Câu chuyện về quan hệ thầy trò nói chung và việc trừng phạt học sinh nói riêng rõ ràng không phải là một vấn đề của riêng quốc gia nào cả.